Sao hôm nay có nhiều con mắc nhi mình thấy thì... Hát Tấu, xe của mày bị làm sao thế? Bị hết xăng không có thần hồn để chạy đúng không? Thì đang bốc hàng nhưng mà biên phòng đòi kiểm tra. Thế mày có làm gì sai không? Không biết đâu, tao cũng chỉ lái xe để lấy tiền nuôi vợ con thôi mà. Thế mình không sai thì mình chờ cái đầu gì? Mình cứ đi đi. Ngồi, ta đi đi. Bà con bình tĩnh đã. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của bộ đội biên phòng. Rất mong bà con tạo điều kiện để anh em chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. A Tống là người tốt mà. A Tống là người tốt mà. Đúng rồi, A Tống nó là người tốt mà. Nó suốt ngày cho tao tiền uống rượu. Chúng mày đã cho tao được cái giọt thần hồn nào chưa? Đúng rồi, A Tống là người tốt mà. Đúng rồi, thả ra đi. Để cho người ta đi đi. Tại sao vẫn chưa kiểm tra? Bà con đồn trưởng, bà con dân đã tố giác thì chúng ta phải kiểm tra. Còn ai định ngăn cản, sử dụng biện pháp cưỡng chế. Ô, thằng này mới này. Hết chiều, cho xin đồng mua rượu uống để gọi cái thằng Hùng về. Tôi đề nghị anh nghiêm túc. Túc, túc trưởng bảng đúng không? Uống rượu suốt mà. Nhưng xin tiền là xin tiền mày cơ. Cho xin đồng uống rượu ấy. Lên thuyền vừa rồi. Gì? Trường mắc. Cho thì thôi. Xin mong ngồi. Các đồng chí, thực hiện nhiệm vụ. Đứng lại để cho tao đánh mày không? Nương tư, nương tư. Mày có chịu đứng lại để cho tao đánh mày? Đánh mày không? Nương tư. Mày có chịu đứng lại cho tao đánh mày không? Mày có chịu mua rượu cho tao không? A rể, A rể. Có chuyện gì đây? Mày có mua rượu cho tao không? Vợ chồng A rể tập thể dục đấy ư? Cán bộ. Dục ra cái gì? Nó không chịu mua rượu. Mày có mua rượu, mày đi từ sáng đến giờ. Mày không. Thôi. Mày không mua rượu đâu. Thôi. Không mua rượu. Cái thằng chồng này. Anh bình tĩnh lại đã. À, đứng sau lưng cán bộ. Uống ta rượu. Cái thằng chồng này, mày đánh tao nhiều mày có mỏi tay à? Mày không mua rượu cho tao, tao tráng mày rồi. Tao không có cái thân hồn của tao. Tao phải đánh mày thôi. Sao thế? Ồ, cái thân hồn của tao đây rồi. À rể lại uống rượu say đánh chị xuống đấy à? Đánh gì? Nó có chịu mua rượu đâu mà say. Suốt ngày rượu chè. Rồi làm loạn hết cả làng cả bản lên. Rồi có ngày chị xúa bỏ anh đấy. Chán rồi. Chỉ muốn lấy Lăng Phương làm vợ thôi. Nào, cứ nói linh tinh. Tôi cho anh ăn lá ngón bây giờ. Cái bụng tao thương Lăng Phương thế mà Lăng Phương cứ bắt ăn lá ngón là sao? À dễ. Cái thằng chồng này. Thế mày thích Lăng Phương hay mày thích rượu? Thích cả hai. Thích cả Lăng Phương. Thích cả rượu. Sao mày tham thế? Mày có đi mua rượu không? Mày có đi mua rượu không? Tao mua. À dễ. Thôi, tôi đã bảo thôi. Biết thế tôi không cứu anh nữa. Để cho chết luôn cho xong. Chết thì thôi. Không có rượu cũng chết. Không có Lam Phương cũng chết. Ôi Tu ơi. Trời ơi. Lam Phương lên bản có việc ạ. Chào anh Hưng. Hôm nay bố của Phú Sinh đổ bệnh. Tôi lên thăm khám xem thế nào. À thế Lam Phương đi đi. Dạ. À, giới thiệu với Lam Phương. Đây là anh Trung. Đồn trưởng mới về. Tôi biết rồi. Nhưng không biết là có ở lại đây được lâu không. Hay chỉ dăm bữa nửa tháng lại bỏ bà con ấy. Bà con ở bản A Xá vẫn bài xích người ngoài, bỏ qua nếp sống mới, vẫn duy trì các phong tục tập quán cũ đã thành hủ tục. Nơi này giống như một đầm lầy, bên trong ẩn chứa những gì ta chưa nhìn thấu được. Anh thấy việc anh cắm chốt ở đây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi thế nào chứ? Đừng bao giờ nói với tôi câu đấy. Khó thì không làm à? Cách làm việc của anh khiến cho tôi cảm giác tất cả những ý kiến của tôi không được tôn trọng. Cần tiền thì tôi bơm cho. Kết nối tôi với tay đồn trưởng. Anh em tôi khắc khổ từ bé. Từ nhỏ đã không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Ông lo giúp tôi nhé. Trên địa bàn của chúng ta quản lý có việc mua bán vận chuyển ma túy.
dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng sống.